Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 382 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói, lúc bấy giờ bên trong nội cung của Thanh Liên Tiên Tôn đang nhìn mặt kính trước mặt, chỉ thấy trong kính xuất hiện cảnh tượng vũ trụ ma giới, chiếu ra chính là tình hình Mạt Nhật giáo. Mạt Nhật giáo cực kỳ cường thịnh, ma giáo có vô số giáo chúng, tóm thâu thổ địa bốn phương cùng tinh thần, nuôi dưỡng tịch diệt thú mà Mạt Nhật giáo chủ Ma Ha đang bế quan khổ tu. Mẹ nó, đế và tôn, các ngươi ám toán ta rồi. Mạt Nhật giáo chủ Ma Kha không hề có cảm giác bị Thanh Liên Tiên Tôn theo dõi, đột nhiên thở hổn hển lao ra khỏi nơi bế quan, vung tay áo cuốn tới, chỉ thấy từng viên tinh thần bạo vỡ, giáo chúng cùng tịch diệt thú tử thương vô số, tất cả đều hóa thành tịch diệt ma khí. Chết tiệt, tịch diệt tiên đạo căn bản là cái động không đáy, bù đắp thế nào cũng không đủ được, để cho ta làm sao lĩnh ngộ được tịch diệt tam thiên, chứng được tiên đạo đạo quân đây. Ma Kha gầm lên giận dữ, một thân tinh lực không chỗ phát tiết. Trên mặt Thanh Liên Tiên Tôn hiện lên dáng tươi cười nghiền ngẫm, thấp giọng nói: "Hiện giờ toàn bộ đại đạo thời đại tiên đạo tiền sử đều đã có cả, nhân quả tiên đạo cũng có, chỉ còn thiếu tịch diệt tiên đạo, chỉ còn thiếu một đại đạo này là có thể viên mãn được. Ta chứng đạo trung cực đại đạo còn phải dừng chân người của hắn ta." Cơ hồ cùng một thời gian, tịch diệt đạo nhân cũng đang chặt chẽ chú ý động tĩnh của Ma Kha, suy tính khi nào thì Ma Kha sẽ chứng được đạo quân. Tịch diệt tiên đạo không phải là vực sâu không đáy, sớm muộn gì cũng sẽ đầy, thế nhưng không biết Ma Kha khi nào tỉnh ngộ lại đấy. Đôi mắt của tịch diệt đạo nhân trống rỗng, thấp giọng nói: "Chỉ sợ tiên tôn cũng đang chờ đợi ngươi chứng được đạo quân, hoàn thiện đại đạo của hắn mà thôi. Ngươi không chiếm được tịch diệt chân đế, nhưng ta cần giải thích của ngươi đến hoàn thiện tịch diệt tiên thiên của ta. Mấu chốt lấy bảo chứng đạo của Thanh Liên Tiên Tôn nằm trên người của hắn ta." Trong Đại La Thiên, Giang Nam cũng đang nhìn chằm chằm vào Ma Kha, trong tay nắm chặt một đoàn linh quang, ném tới ném lui, lẩm bẩm nói. Trong chớp mắt khi Ma Kha chứng đạo, ta đem đoàn linh quang này bỏ xuống để chết hắn ta. Không biết sẽ có người khóc đến thay trời đổi đất như thế nào đây, hận không thể liều mạng với ta không đây. Hiện tại đè chết hắn rất là mất mặt, chỉ khi nào Ma Kha đạt tới tiếp cận đạo quân, làm cho người ta tràn đầy hy vọng, sau đó giết chết mới đạt được tới hiệu quả cao nhất kìa. Giang Nam suy tư một lát, linh quang dần dần biến hóa, hóa thành quả tú cầu sao hoa, xúc tích đạo lý vô cùng. Hắn thầm nghĩ, những kẻ tới tìm ta liều mạng khẳng định mạnh tới đáng sợ, còn có những người khác đi qua đục nước béo cò, chỉ bằng ta đem nguyên thủy đại la thiên cùng tiên thiên lô bồng tăng lên trình tự tiên thiên chí bảo, nếu không chưa chắc đánh qua được bọn hắn. Còn có thú cầu cũng cần chế luyện lại, tiên tôn cùng tịch diệt hơn phân nữa sẽ ngăn cản ta, nhưng ta chỉ cần cam đoan một lần để chết hắn thôi. Giang Nam lặng lặng tế luyện thú cầu, ngồi xuống liền mất cả vạn năm. Trong lúc này, Giang Tuyết Tình cùng Vân Liên có tới vài lần, nhìn thấy tú cầu, hai nữ đạo quân đều ngượng ngùng. Vân Liên nói nhỏ: "Tỷ tỷ, lão gia tế luyện tú cầu, chẳng lẽ muốn tuyển vị hôn phu cho ngươi? Từ Đại La Thiên bỏ tú cầu xuống, ai tiếp được chính là con rể Đại La Thiên hay sao?" Giang Tuyết Tình e thẹn nói: "Vạn nhất bị mấy lão gia hỏa tiếp được thì sao đây?" "Ta phỏng chừng có thể tiếp được tú cầu không nhiều người lắm đâu." Vân Liên lộ ra vẻ khát khao cười nói: "Nếu không chờ khi lão gia luyện xong, ta ném trước vậy, nhìn xem vận khí của ta như thế nào, nói không chừng có thể nện trúng một Như Ý Lăng Quân đấy. Vậy nhỡ có thể đè chết người hay không?" Giang Tuyết Tình lo lắng hỏi. Vân Liên cười nói: "Làm gì có đạo lý tú cầu đè chết người đấy."
Không qua bao lâu, tú cầu luyện thành, Giang Nam gọi Giang Tuyết Tình, mời nàng giao giao lô bồng, tự mình bế luyện tu luyện. Hai nữ độc quân mừng thầm, trộm lấy tú cầu. Vân Liên nhắm mắt, giơ tú cầu thì thầm, sau đó ném xuống Đại La Thiên. Đến ngày thứ hai, tiên giới truyền tới tin dữ, Khuê Dực đạo quân đã mất. Nghe nói, lúc ấy Khuê Dực đạo quân đang bế quan, đột nhiên họa trời giáng, bị một đại hỏa cầu đè chết. Sau đó, hỏa cầu bay lên trời, biến mất không còn nhìn thấy. Vị lão đạo quân này chính là đạo quân tiền sử truyền kiếp, từ trước luôn mâu thuẫn với Nguyên Thủy Thiên Tôn, giết hơn 10 vạn tiên nhân Huyền Châu. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn thành tựu thiên quân, luôn trốn tránh, không dám lộ diện. Giờ phút này, Khuê Dực đạo quân ở trong nhà tu luyện bị người đánh chết. Có người hoài nghi là do vị trên Đại La Thiên gây nên, chỉ là không có chứng cớ. Ném tú cầu, kết quả đè chết người sao? Vân Liên nữ đế thu hồi tú cầu, ngơ ngác đứng tại chỗ, còn chưa lấy lại tinh thần. Nguyên bản nàng chỉ ôm tâm tình vui đùa tính toán ném tú cầu, nói không chừng có thể tuyển được cho mình lang quân như ý. Kết quả ném tú cầu xuống, không tuyển được lang quân như ý, ngược lại đè chết một tôn đạo quân. Dù nàng cũng là tôn đạo quân, thậm chí còn thống trị một mảnh lãnh thổ rộng lớn trong tiên giới, nhưng giờ phút này không khỏi có chút bối rối. Tú cầu này còn có thể tự mình xoay chuyển, lập tức đè chết người, còn bốc lửa. Hơn nữa không phải ngọn lửa bình thường, hình như là bất diệt chi hỏa của bất diệt linh quang. Đây là đạo lý gì vậy? Vân Liên lẩm bẩm nói, đột nhiên dùng mình. Tỷ tỷ, đây là tú cầu lão gia luyện chế cho ngươi, chính ngươi cầm chơi đi, ta còn có việc đi trước đây. Nàng vội vàng đem tú cầu nhét vào trong lòng Giang Tuyết Tình, điều khiển một đạo tiên quang xa xa rời đi. Có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu, thậm chí còn quên cả việc lúc mình tới là ngồi ngự liễn mà tới. Chỉ thấy nàng chạy đi, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiên Thiên Long Phượng lôi kéo ngự liễn, ngâm dài một tiếng, bay ra khỏi Đại La Thiên, kéo ngự liễn truy theo, vẽ ra một đạo thất thải quang mang bên trong tinh không. Giang Tuyết Tình ôm tú cầu, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đột nhiên dùng mình tỉnh ngộ, dậm chân nói: "Thật đúng là tiểu nha đầu thối mà, chạy thật nhanh, phỏng chừng muốn đem oan ức đổ cho ta đi gánh đây mà. Thật sự mà khó làm, nếu phụ thần tỉnh lại biết tú cầu đè chết người, hơn nữa còn là một đạo quân, chỉ sợ mặt cũng đen lại thôi. Hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng, dứt khoát lấy đi tú cầu, xem như chuyện chưa từng phát sinh qua. Phụ thần hỏi ta thì ta nói thấy phụ thần luyện chế tú cầu cho ta, chọn vị hôn phu, vì thế liền lấy tú cầu mà thôi. Đánh chết cũng không thừa nhận tú cầu đè chết người." Nàng thoáng nhìn bốn bề vắng lặng, ôm tú cầu rời đi thầm nghĩ: "Phụ thần luyện chế tú cầu cho ta là để cho ta tuyển vị hôn phu, kết quả lại đè chết người, thật là điểm xấu mà. Vậy phải xử trí tú cầu như thế nào đây? Ồ, giao cho mẫu thân, để mẫu thân bảo quản. Nói với phụ thần là ta thẹn thùng, để cho nương bảo quản giúp ta một lát vậy." Giang Tuyết Tình đi thẳng tới Đông Cực Thánh Cảnh, đưa cho Giang Tuyết, đem tú cầu giao cho nàng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giang Tuyết hỏi thăm lai lịch tú cầu, Giang Tuyết Tình không chút để ý nói: "Đây là bảo bối phụ thần luyện chế cho con để tuyển vị hôn phu, mẫu thân cất giữ trước đi, chờ con tìm được như ý lang quân mới đem đi ném cho hắn, miễn ném lung tung sai người." Giang Tuyết mỉm cười tung tung tú cầu nói: "Nếu đã ném tú cầu, làm gì có đạo lý nhìn chúng ai thì mới ném đây, đương nhiên là nhắm mắt ném xuống rồi, nện chúng ai thì đó là như ý lang quân." "Thế nhưng ném lung tung sẽ đẻ chết người. À ai nha, nương con không nhiều lời với mẹ đâu. Nếu phụ thần có hỏi vì sao tú cầu nằm ở đây, mẹ nói con thẹn thùng, con muốn tiếp tục hiếu thảo với cha mẹ vài năm mới lựa chọn vị hôn phu." Dứt lời, Giang Tuyết Tình chạy trốn nhanh như chớp. Giang Tuyết lắc đầu, trịnh trọng đem tú cầu thu vào trong tử phủ của mình. Bên trong Đại La Thiên, Giang Nam mở mắt ra tự nhủ: "Quả nhiên có thể nện chết đạo quân, không uổng công ta dùng vạn năm tế luyện. Khuê Dực đạo quân, xem như ngươi xui xẻo, ai bảo ngươi từng đối lập với ta, còn giết hơn 10 vạn người của Huyền Châu ta." Vân Niên ném tú cầu chuyển hướng, bên trong đương nhiên có người phá rối, nếu không sẽ không trùng hợp nện chúng Khuê Dực đạo quân. Giang Nam chỉ là muốn thử nghiệm uy lực của tú cầu, vì vậy có chút trợ giúp mà thôi. "Hiện tại cần tranh thủ trước khi Ma Kha tu thành đạo quân, ta phải tu luyện tới cảnh giới đạo quân đỉnh phong, vừa tu luyện vừa tế luyện Nguyên Thủy Đại La Thiên cùng Tiên Thiên Lô Bồng,
lên trình tự tiên thiên chí bảo. Dù sao xử lý Ma Kha là chuyện đắc tội người, chỉ sợ bọn hắn sẽ tìm ta liều mạng. Tuy uy lực cùng lực phòng ngự của hai bảo vật kia thật kinh người, thậm chí siêu việt hơn tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo, thế nhưng hiện tại trình tự hai kiện bảo vật còn chưa đạt tới tiên thiên pháp bảo. Nếu không như thế, Thanh Liên tiên tôn tế ra tiên thiên chí bảo Hồng Mông Thanh Liên cũng sẽ không dễ dàng đánh cho Nguyên Thủy Đại La Thiên có vết rách. Kích thứ hai đã có thể đánh nát. Thanh Liên tiên tôn lấy bảo chứng đạo, làm cho pháp bảo chứng được Nguyên Thủy chi bảo, hẳn là siêu việt hơn trình tự tiên thiên chí bảo, đạt tới phẩm chất tối cao chân chính. Nguyên thần pháp bảo cùng thân thể của hắn đã luyện thành một thể, một chứng thì là tam chứng. Nếu tu luyện tới bước này, thực lực thật sự không tầm thường. Giang Nam ngồi xếp bằng, quanh thân lần lượt hiện lên đạo cảnh tiên thiên, hóa thành từng loại hình thái, có nhật nguyệt, âm dương, biển cả, mây bay, có tạo hóa luyện môn hộ, có hồng mông hình thành càn khôn, lại có hỗn độn mênh mông, huyền hoàng làm thiên địa, có tinh tú nhấp nháy, nhân quả dệt thành lưới, tịch diệt hóa thành ma cổ. Quanh thân của hắn, tiên thiên đạo cảnh ùn ùn, tựa hồ có bao nhiêu tiên thiên đại đạo, liền có bao nhiêu tiên thiên đạo cảnh, mà đối ứng với nó sẽ có bao nhiêu loại pháp bảo. Tiên thiên đạo cảnh cùng xây dựng Nguyên Thủy Đại La Thiên, mỗi một đạo cảnh lại lần lượt phủ kín cả Đại La Thiên, hóa thành đủ loại hình thái tiên thiên pháp bảo. Hiện giờ hắn không cần xả thân mới có thể luyện thành tiên thiên pháp bảo, nhưng muốn đem Nguyên Thủy Đại La Thiên luyện thành tiên thiên pháp bảo chân chính vẫn cực kỳ khó khăn cùng phiền toái. Về phần tiên thiên lô bồng, uy lực yếu hơn Đại La Thiên rất nhiều, thế nhưng chỗ thần diệu chỉ hơn chứ không kém. Thời gian trôi qua, khi Giang Nam đem Đại La Thiên cùng tiên thiên lô bồng tăng lên trình tự tiên thiên pháp bảo đã qua hơn 500 triệu năm, mà tu vi của Giang Nam không ngừng được đề thăng, dần dần tới gần đạo quân đỉnh phong cảnh giới. Linh bảo dễ luyện chế hơn tiên thiên pháp bảo, phỏng chừng không qua 100 triệu năm là có thể luyện thành. Nhưng tiên thiên chí bảo chỉ sợ phải phí thêm thời gian, hơn nữa cũng cần tu vi của ta lên đạo quân đỉnh cao. Giang Nam nghĩ tới đây, đột nhiên lòng có cảm nhận, ngẩng đầu nhìn ra hỗn độn hồng mông không gian, chỉ thấy trong hỗn độn quy mô hỗn độn cổ thần không tầm thường, đã đạt hơn vài tỷ dân cư, hơn nữa đã có được nơi sống yên ổn trong tiên giới, tiến vào tiên giới cũng không bị tiên phạt. Khiến cho Giang Nam chú ý chính là có một tôn hỗn độn cổ thần đã chết đi. Tu vi của hắn không cao thâm, nhiều nhất chỉ tương đương với tiên nhân. Vốn cái chết của hắn sẽ không làm cho Giang Nam chú ý, nhưng Giang Nam lại cảm giác được giờ khắc này không chỉ riêng hắn chú ý, mà Thanh Liên tiên tôn, Đế Lân, Đạo Không, Tịch Diệt cùng Vô Cực đều đưa mắt nhìn lên hỗn độn cổ thần đã chết kia, bởi vì người này là chết già. Hỗn độn cổ thần nguyên bản thọ ngang hỗn độn, không hạn chế thọ nguyên, mà nay thời đại cổ thần mất đi chân khí, hóa thành thiên nhân ngũ suy, vô hình chung ăn mòn đại đạo của họ, thọ nguyên của họ đã tới cuối sẽ bị chết già. Giang Nam đưa mắt nhìn đạo quân quả vị đại điện, chỉ thấy Đạo Không đi ra đại điện, rời khỏi nơi đó đi tới đạo quân điện. Đạo Không sẽ không cách nào ngồi yên nhìn tộc nhân của mình từ từ điêu linh như vậy, sẽ đi cầu chở Vô Cực thiên tôn, muốn để cho đạo quân điện thu nhận và giúp đỡ cổ thần bộ tộc. Giang Nam thở dài nghĩ thầm, hai người bọn hắn rút cục cũng cần liên thủ. Mà vào lúc này, Ma Kha thiên quân đột nhiên khẽ động, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Cổ chân khí tịch diệt này, tịch diệt đại đạo của ta rốt cục cũng có xu thế đột phá rồi. Mượn dùng hỗn độn cổ thần tịch diệt, ta thật không tin không bù đắp đủ tịch diệt tiên đạo. Tịch diệt kiếp của hỗn độn cổ thần rốt cục cũng lộ ra manh mối. Theo cổ thần thời đại suy sụp, một tôn cổ thần bị thiên nhân ngũ suy bao phủ, chân khí tịch diệt kiếp càng ngày càng mạnh, đại kiếp nạn hủy diệt một thời đại sẽ càng ngày càng gần. Mà theo thời gian trôi qua, Ma Kha thiên quân tu luyện tịch diệt tiên đạo sẽ ngày càng dễ dàng. Cổ thần đầu tiên chết già rốt cục cũng để cho hắn chứng kiến ánh dạng đông cho mình chứng đạo. Cấp bậc như Ma Kha căn bản không có khả năng đứng ở độ cao thiên tôn đi xem xét vấn đề. Bên trong đạo quân điện, chân khí Vô Cực thiên tôn càng ngày càng mạnh, so với 500 triệu năm trước càng cường đại hơn. Hắn đã hoàn toàn đem phân hồn cùng bản thể hoàn mỹ dung hợp lại. Thanh âm chấn vang nói,
đứng ở góc độ thiên tôn nhìn tịch diệt kiếp của cổ thần, liền có thể phát hiện nhiều dấu vết để lại. Thanh Liên Thiên Tôn cùng Tiên Đế Diệp Lân, hai vị thiên tôn này đã sớm tinh ra tịch diệt kiếp của cổ thần. Bọn hắn cũng muốn đem tịch diệt đại đạo đưa vào trong tiên đạo, hình thành hệ thống tiên đạo hoàn mỹ. Trong tiên đạo có nhân quả, có tịch diệt, có hỗn độn, sẽ không còn kẽ hở. Ở bên dưới, các đạo quân của đạo quân điện đang ngồi. Nguyên bản còn vài vị đạo tôn bị nhốt trong thông thiên các, nhưng trải qua hơn 800 triệu năm, những đạo tôn kia cũng đã đi ra. Mà nay dưới chứng của hắn đã có 14 đạo tôn, nhưng không thấy Thiên Phi đạo nhân ở bên trong. Hơn nữa, Nguyên Mẫu Điện Chủ cũng đang bế quan chưa xuất hiện. Thiên Tôn nói không sai, Ma Kha chuyển kiếp tới tiên giới tu luyện tịch diệt tiên đạo đã sớm nằm trong kế hoạch của đế cùng tôn. Cửu Tư đạo tôn cười nói, bọn hắn xem như phải kết thúc trong cổ thần thời đại. Ma Kha tu thành tịch diệt đại đạo cực kỳ khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Thế nhưng mượn dùng thời đại cổ thần tịch diệt giúp cho hắn cơ hội luyện thành đạo quân. Đế cùng tôn đều lợi dụng tịch diệt kiếp của cổ thần mà hoàn thiện tiên đạo. Vô Cực Thiên Tôn nghe vậy cười nói, cấp bậc thiên tôn tính kế ngươi, vô luận ngươi cường đại như thế nào, chỉ cần chưa đạt tới thiên tôn đều không thể đào thoát được. Ma Kha rời khỏi đạo quân điện của ta, mà trình tự hắn quá thấp, không nhìn ra được điểm này. Cho là mình được trời giúp đỡ, tự cho là mình có thể hoàn thành hành động vĩ đại chưa từng có từ trước tới nay. Không biết mình nhảy tới nhảy lui cũng nằm trong kế hoạch của các thiên tôn. Đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, nhìn về hướng đạo quân quả vị đại điện, chỉ thấy đạo không bay ra, hướng thẳng tới đạo quân điện đi tới. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Người nên tới cũng luôn sẽ tới thôi. Đạo không đi vào đạo quân điện, chào hỏi Vô Cực Thiên Tôn nói, xin hỏi thiên tôn, đạo quân điện này còn chỗ của ta không? Vô Cực Thiên Tôn vội vàng đứng dậy cười nói, đạo không thiên tôn, mời ngồi, mời ngồi, ta chờ đệ đã lâu rồi. Hắn nhìn xuống các đạo tôn bên dưới cười nói, từ hôm nay trở đi, đạo không thiên tôn chính là đệ tam tôn điện chủ. Đạo không cảm tạ, đang định ngồi xuống, một đạo tôn có chút không phục kháng nghị nói, thiên tôn, đạo không hà đức khả năng, mới vừa gia nhập đạo quân điện đã có thể ngồi lên vị trí điện chủ sao? Đạo không nhìn qua đạo tôn kia, nhận ra người này đứng đầu đạo quân điện sau điện chủ, bởi vậy sẽ không phục hắn. Đạo không cười nói, luân hồi đạo tôn, dưới chứng của ta có 48 đạo quân, trong đó có tư cách tiến vào đạo quân điện có 21 người, có 8 người có tư cách trở thành đạo tôn. Bằng vào cỗ thế lực này, ta có thể trở thành điện chủ hay không? Luân hồi đạo tôn là cường giả thuộc nguyên thiên thời đại, nghe vậy trong lòng dùng mình, trầm ngâm một lát nói, cường giả dưới chứng đạo không đạo hữu đông đảo, không kém hơn Vô Cực Thiên Tôn. Thế nhưng thân là điện chủ đạo quân điện, phải dựa vào thực lực của chính mình. Đạo không cười ha ha, ngồi xếp bằng, hai tay hợp thành chữ thập. Nhất thời sau lưng hiển lộ dị tượng hỗn độn tiên thiên, chỉ thấy hỗn độn mênh mông mờ mịt, vạn đạo quy nhất, lấy tiên đạo vô biên biến hóa mà luyện thành hỗn độn tiên thiên, trầm ổn mà rộng lớn. Sắc mặt luân hồi đạo tôn khẽ biến, bị dị tượng hỗn độn tiên thiên khuất phục, cúi người nói, gặp qua đạo không thiên tôn. Những đạo tôn khác đều tán thưởng không thôi nói, trong đường tu đạo, người đạt trước vi tôn, đạo không đạo huynh đó là người đạt trước chúng ta, thiên tôn có thể làm điện chủ. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói, có đạo không thiên tôn tương trợ, đế tôn cùng tịch diệt, nguyên thủy đều không đáng để lo. Đạo quân điện tương lai xuất thế, tiến vào tiên đạo thời đại, chứng được trung cực đại đạo. Khoan! Luân hồi đạo tôn cau mày nói, đại thiên tôn, đạo quân điện không liên lụy vào việc phàm trần, một lòng chứng đạo, đây đã là quy củ do hai vị điện chủ ban đầu lưu lại, vì sao phải tiến vào tiên đạo thời đại đây? Vô Cực Thiên Tôn khẽ nhíu mày, vài đạo tôn cũng nghi hoặc. Trọng Hòa đạo tôn cười lạnh, ở trong đạo quân điện bế quan, ai chứng được trung cực đại đạo đấy? Muốn chứng được đại đạo cuối cùng, tất nhiên cần phải vào đây. Ở ẩn không ra, chỉ biết từ từ điêu linh, sẽ dần dần tọa hóa mà thôi. Luân hồi đạo tôn lắc đầu nói, thế gian đạo pháp, điển tàng đạo quân điện đã nói không cần vào đây, quấy nhiễu pháp độ thế gian đi.
Nguyên mẫu điện chủ khẳng định sẽ không đồng ý đâu. Không sai, chuyện vào đời còn cần bàn bạc lại, không thể làm trái nguyên tắc đạo quân điện chúng ta được. Một đạo tôn khác cười nói, lần trước Trọng Hòa, Cửu Tư, bảy vị đạo hữu vào đời, không phải vô ích mà về hay sao? Cửu Tư đạo tôn lập tức nói, điều này nói rõ, ở lại trong đạo quân điện, khổ tu, chỉ biết bảo thủ, cho nên nhất định phải vào đời. Trong tiên đạo thể đái, chứng đại đạo cuối cùng. Đạo quân điện vào đây sẽ cùng đế tôn, nguyên thủy sinh ra phân tranh. Ba tôn thiên tôn cường đại như vậy, đạo quân điện chúng ta không nên làm kẻ địch. Ngược lại, phải đem tam thiên tôn dẫn vào đạo quân điện. Cường đại sao? Chưa chắc đâu. Hoàng tôn đạo tôn cười lạnh nói, tư chất của nguyên thủy thiên tôn, một thân bổn sự đều tới từ đạo quân điện. Nếu không có thư khác của đạo quân điện cùng thông thiên khác kia, hắn có được thành tựu như vậy sao? Tiểu tử kia khi sư diệt tổ, lần trước bảy đạo tôn đi Đại La Thiên lại bị hắn đánh. Đồ đệ lòng buông dạ thú khi sư diệt tổ, hắn cũng xứng nhập đạo quân điện sao? Đạo không trước sau, người đạt trước là vi tôn. Hoàng tân đạo tôn, nếu dựa theo cách nói của ngươi, khi còn nhỏ ngươi học qua công pháp thần thông, như vậy người khai sáng công pháp thần thông đều là tổ tông của ngươi rồi. 14 vị đạo tôn tranh luận không ngừng. Vô cực thiên tôn nhíu mày, không muốn vào đời đều là những người bị nhốt trong thông thiên các lâu nhất, vô cùng cường đại, đều đã tiếp cận thiên tôn. Hắn cực kỳ xem trọng nhóm người luân hồi đạo tôn. Những người này không muốn xuất thế, làm cho hắn cực kỳ khó xử. Nếu mạnh mẽ cho họ vào đời, nhất định sẽ gây nên phân tách. Chư vị không cần nói nhiều đâu. Vô cực thiên tôn ho khan một tiếng nói, qua thêm 900 triệu năm, đạo thần thời đại của nguyên thủy thiên tôn sẽ mất đi, cùng tiên đạo thời đại đồng thời xuống dốc thôi. Lực lượng của hắn sẽ bị tru sát, không đáng tranh luận vì một người đã chết như vậy, làm tổn thương hòa khí của chúng ta. Mọi người yên tĩnh xuống, vô cực thiên tôn sầu muộn thầm nghĩ, ta làm sao mới có thể để cho những người bảo thủ này cũng vào đây? Đây là một khó khăn đấy. Cũng trong lúc này, bên trong Đại La Thiên, Giang Nam thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện cùng rèn luyện Đại La Thiên cùng Lô Bồng. Giang Nam thầm nghĩ, đạo không thiên tôn trở thành vị điện chủ thứ ba của đạo quân điện cũng là lựa chọn của hắn. Không có ma luyện sẽ không có khả năng tiến bộ. Chỉ còn 900 triệu năm đã tới tịch diệt kiếp của tiên đạo thời đại. Tịch diệt kiếp của đạo thần thời đại cũng sẽ tới. Ồ, còn có một người, chỉ sợ tịch diệt kiếp của hắn còn đến sớm hơn ta một chút à. Tâm niệm chật động, trong cơ thể hắn bay ra một đạo linh quang, đi tới Tam Nguyên Thiên Thái Nhất cảnh, rơi xuống hóa thành một đạo quân đạo thân. Thái Nhất vội vàng đi tới đón chào, mời đạo thân của Giang Nam ngồi xuống, hắn kể nói, thiên tôn, sao lại có rảnh rỗi tới chỗ của ta như thế này? Lại nói thời gian trước, sau khi ba người Giang Nam, Tịch Diệt cùng Vô Cực đánh nhau quay về quá khứ, vô tình trên dòng thời gian quá khứ, ba người đã phá hủy thời đại mà Thái Nhất đáng ra được hưởng ngay sau khi Thái Nhất sinh ra đời. Sau đó, Thái Nhất cũng xuất thế, cũng không hoàn toàn tu luyện tiên đạo, bản thể hắn vẫn tu luyện đại đạo, thời đại mà bản thân hắn chưa từng sinh ra đã bị hủy diệt. Mà đại đạo của thời đại kia, nếu tính thời gian tất nhiên sẽ tiến vào Tịch Diệt. Thái Nhất cũng là một người một thời đại, chỉ sợ không thể vượt qua được tịch diệt kiếp của mình. Ý tứ của thiên tôn là... Thái Nhất thăm dò hỏi. Giang Nam mỉm cười nói, nếu có ta tương trợ, ta có thể giúp ngươi chống đỡ tịch diệt kiếp của ngươi. Ta cũng có thể giúp ngươi một tay, cho ngươi luyện thành tam nguyên hợp nhất chân chính, biến thành Thái Nhất tiên thiên đạo cánh. Thái Nhất tâm động, trầm ngâm thật lâu sau nói, dù sao ta cũng là đệ tử của đế cùng tôn, nếu trở thành môn hạ của ngươi chỉ sợ... Giang Nam cười nói, đến nay tiên tôn tiên đế cũng chưa nói qua thay ngươi chống đỡ tịch diệt kiếp phải không? Phỏng chừng bọn họ muốn mượn tịch diệt kiếp của ngươi bồi dưỡng người tu luyện tịch diệt tiên đạo. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, nếu có tâm thì đi Đại La Thiên gặp ta. Thái Nhất đứng dậy tiễn hắn ra khỏi Tam Nguyên Thiên. Đạo thân của Giang Nam hóa thành linh quang bay đi. Đột nhiên trong hư không truyền tới chấn động, chỉ thấy một đóa liên hoa bay ra, đánh linh quang của hắn dập nát.
Trong Đại La Thiên, Giang Nam cảm giác được đạo thân của mình bị chạm. Mở mắt ra, nhìn lại chỗ liên hoa, chỉ thấy liên hoa hóa thành đạo thân của Thanh Liên Tiên Tôn, cất bước đi vào Thái Nhất Cảnh, Tam Nguyên Thiên. Thái Nhất Muội Vàng ra đó nói: "Sư Tôn." Thanh Liên Tiên Tôn cười lạnh nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo thân tới gặp ngươi, dám lấy góc tường của ta, đã bị ta giết giữa đường rồi." Trong lòng Thái Nhất trầm xuống, cúi đầu không nói gì. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: "Ngươi đừng lo, tịch diệt kiếp của ngươi, ta sẽ giúp ngươi bình an vượt qua. Thế nhưng hiện giờ còn cần tịch diệt kiếp của ngươi bồi dưỡng một người." Thái Nhất nghe vậy khô khan nói: "Hiện giờ đệ tử cảm giác tịch diệt nơi nào cũng có, giống như độc xà không ngừng cắn phệ đại đạo của ta, làm hao mòn lực lượng của ta. Lực lượng của ta xói mòn liền suy yếu, tương lai kiếp số vừa đến, đệ tử thì cốt vô tồn." Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: "Ta cần ngươi hy sinh 400 triệu năm. Trong khoảng thời gian này, tịch diệt kiếp của ngươi cũng sẽ chưa tới, sẽ không cần tính mạng của ngươi. Và lại khi đó, ta cũng sẽ giúp ngươi luyện thành Thái Nhất Tiên Thiên Đạo Cánh. Ngươi sẽ càng mạnh hơn trước. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ nói chuyện giật gân, dọa ngươi giật mình, muốn ngươi bán mạng vì hắn thôi. Nếu ngươi đi nhờ vả Nguyên Thủy, tương lai hắn đối lập cùng ta, ngươi cũng sẽ chết trong tay của ta." Trong lòng Thái Nhất chấn động, lại khúm núm nói: "Đệ tử không dám, không dám." "Đứng lên đi." Thanh Liên Tiên Tôn cười nói: "Hơn nữa vi sư còn muốn nói cho ngươi một câu, người đánh nát thời đại của ngươi rút cục là ai? Trước đó không lâu, vi sư rút cục cũng nổi lên hứng chí, mở thời gian trường hà, nhìn tiền sử thời đại, thấy được một màn thú vị." Hắn còn chưa nói xong, một tòa cung điện trên Đại La Thiên rơi xuống, nhập vào Tam Nguyên Thiên, đem đạo thân Thanh Liên Tiên Tôn nện đến dập nát. "Thật nhiều chuyện." Giang Nam thu hồi cung điện, thấp giọng nói. Trong lòng Thái Nhất rung mạnh, cũng không phải khiếp sợ cung điện rơi xuống để chết đạo thân của Thanh Liên Tiên Tôn, mà là khiếp sợ lời nói của hắn lộ ra. Cho tới nay, hắn đều suy đoán rút cục là ai đánh nát thời đại thuộc về hắn, làm cho thời đại chưa buông xuống đã tan biến. Mà nghe ý tứ của Thanh Liên Tiên Tôn, việc này có quan hệ lớn lao với Giang Nam. "Lời của một người không đủ tin tưởng cũng có thể là tiên tôn vu cáo hãm hại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta đi hỏi tiên đế một chút, hắn tất nhiên sẽ không thiên vị." Thái Nhất liền rời đi. Không qua bao lâu, đi vào hành cung Đế Lân, tiến cung cầu kiến, nói rõ ý đồ đến đây. Tiên đế Diệp Lân trầm mặc một lát nói: "Người khăng khăng muốn xem sao? Nhìn xong rồi, đối với người chưa chắc là chuyện tốt gì, sẽ làm cho người bị mê hoặc tâm trí, tương lai sẽ rước lấy tai họa, tai ương sắp thân cho mình. Tiên tôn nói cho người biết chuyện này, ta cảm thấy không ổn." Thái Nhất bái xuống, liên tục dập đầu nói: "Nếu đệ tử không biết đầu đuôi, chết không nhắm mắt được." Đế Lân nhíu mày, sau một lúc lâu nói: "Trải qua thời gian dài, sự kiện đánh nát tịch diệt thiên hóa là do người phương nào ra tay, không cách nào nhận ra được. Ta cùng Thanh Liên Tiên Tôn suy đoán, có thể là người ở tương lai ra tay. Tương lai chưa định, người ra tay là ai, còn không thể định luận. Nhưng bất kể thế nào, tịch diệt lửa trời, tịch diệt thiên hóa đều đã bị đánh nát rồi. Đây đã là ngã ngũ. Không bao lâu trước đây, Tiên Tôn cùng ta nhìn xem là ai đánh nát lửa trời, rốt cục chứng kiến người ra tay. Nhưng ta khuyên ngươi đừng miệt mài theo đuổi, đó là những nhân vật ngươi không có khả năng gây chiến được." Trong lòng Thái Nhất trầm xuống nói: "Mấy người sao? Chẳng lẽ không phải một mình hắn ta sao?" Đế Lân nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, chỉ thấy trên đỉnh đầu hiện lên một đóa khánh vân, đạo quả từ trong nhảy ra. Thế nhưng nhìn thấy một góc thế giới thụ trong đạo quả càng lúc càng lớn, mở mang bát ngát, giống như càn khôn thần thụ nâng đỡ vũ trụ. Chỉ thấy thế giới thụ cắm rễ trong khánh vân nhẹ nhàng chấn động, nhất thời thời gian trôi qua, thế giới thụ chảy xuôi chiếu rọi đủ sự kiện đã xảy ra. Đế Lân dùng tay nhẹ nhàng gẩy tới, đem thời gian trường hà gửi trở lại lúc hỗn độn cổ thần thời đại chưa được sinh ra. Tịch diệt thiên hỏa đã hóa thành một quả cầu lửa thật lớn, chất chứa năng lượng khôn cùng, cần dưỡng dục thời đại Thái Nhất. Đúng ngay lúc này, một đạo quang mang từ trong thời gian trường hà phát ra, đánh lên quả cầu lửa. Quả cầu lửa nhất thời vỡ thành 4-5 mảnh, từng đóa lửa trời vẩy ra khắp cả hỗn độn. Trong đạo quang mang còn có 3 người vung tay,
người đầu tiên là Tịch Diệt đạo nhân, mặt sau là Giang Nam cùng Vô Cực Thiên Tôn, đều tự bắt lấy dấu vết của Tịch Diệt đạo nhân. Chính là ba thiên tôn này đánh vỡ Tịch Diệt thiên hỏa. Thái Nhất nhìn tới đây, đôi mắt trợn trừng, hai mắt đổ máu, quanh thân tràn ngập chân khí âm lãnh, trầm mặc đáng sợ. Đới Lân thở dài. Tịch Diệt đạo nhân đánh lên thiên hỏa trước tiên, nhân quả lớn nhất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Vô Cực Thiên Tôn sau đó đánh lên thiên hỏa, năm thành nhân quả do Tịch Diệt đạo nhân gánh vác. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Vô Cực Thiên Tôn chia đều hai thành rưỡi. Sư Tôn, nói không thể nói như vậy. Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng đổ máu nói. Ba người này hủy thời đại của ta, cùng ta không đội trời chung. Vô luận bao nhiêu nhân quả đều là huyết hải thâm cứu. Đế Lân nhìn hắn, lắc đầu nói. Ta khuyên ngươi nên buông bỏ thù hận. Ba người này là nhân vật mà ngươi không đối phó được. Hơn nữa, lấy ý nghĩ của ta, bọn họ cũng không cố ý đụng nát thiên hỏa. Ta hỏi ngươi một việc, ngươi có biết nếu bọn họ không đụng nát thiên hỏa, đợi khi hai người ở vũ trụ khác như ta cùng tiên tôn đi tới nơi đây, ngươi sẽ có loại kết cục gì không? Thái Nhất đờ đẫn không đáp. Đế Lân nói, hai người chúng ta vẫn cần khai thiên, vẫn cần sáng tạo tiên đạo thời đại. Ai chống đỡ con đường của ta cùng tiên tôn, ai sẽ bị quét sạch ra ngoài. Năm đó hai chúng ta có tình nghĩa sâu sắc với Bất Không đạo nhân như thế, chỉ vì hắn muốn hủy diệt tiên đạo thời đại, cũng vẫn bị chúng ta chém giết một lần. Nếu khi đó chúng ta gặp được không phải Bất Không mà là ngươi, thời đại của ngươi cũng bị tiêu diệt, gặp phải kết cục đẩy ngã lặp lại. Thái Nhất quay người đi ra ngoài, lạnh lùng nói, sư tôn không cần nói nhiều, dù sao các ngươi không có làm qua, ngược lại đã cứu ta. Miễn cho ta chết từ trong trứng nước kia, làm ra chuyện này mới thật sự là cửu gia của ta. Đế Lân nhíu mày, đứng dậy rời cung đi tới hành cung của Thanh Liên Tiên Tôn. Hắn lên tiếng nói, đạo huynh, ngươi vì sao phải báo cho Thái Nhất việc này? Đây không phải muốn hại tính mạng của hắn hay sao? Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, thời đại của hắn bị hủy, hắn thân là khổ chủ, tự nhiên có quyền biết được nguyên nhân rồi. Nếu Thái Nhất trả thù, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi có nghĩ đến không? Đế Lân không vui nói, hơn nữa hiện giờ đạo tâm của hắn đã không xong rồi, dễ dàng sẽ bị đại đạo Tịch Diệt thừa cơ hội, thực lực tu vi bị ăn mòn sẽ càng nhanh hơn. Dù sao hắn cũng là đệ tử của chúng ta, đạo tâm bị phá hư, muốn tu sửa trở lại thật là khó khăn. Người nói cho hắn biết việc này, một là làm cho hắn sẽ không có khả năng mà đi nhờ vả Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngược lại còn đối lập với người ta. Thứ hai là phá hỏng đạo tâm của hắn, tầm bổ cho Ma Kha, trợ giúp Ma Kha lớn nhanh hơn, hoàn thiện Tịch Diệt đại đạo. Thanh Liên Tiên Tôn lắc đầu cười nói, nếu Thái Nhất không trả thù, tương lai đại kiếp nạn vừa tới, cuối cùng hắn cũng sẽ chết thôi. Ngươi yên tâm đi, ta đang quan sát hắn. Dù Tịch Diệt kiếp của hắn toàn bộ bùng nổ, chỉ cần còn ta ở đây, hắn sẽ không chết được đâu. Ta chỉ tạm thời lợi dụng hắn, sau này sẽ bồi thường lại cho hắn gấp bội. Ta cũng chỉ hy vọng như vậy. Đế Lân nói xong quay người rời đi. Mà Thái Nhất đi ra bên ngoài, bị gió lạnh thổi qua, nhất thời thần trí tỉnh táo trở lại, thầm nghĩ, lấy thực lực của ta hôm nay, đâu dễ dàng gì là đối thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tịch Diệt đạo nhân cùng Vô Cực Thiên Tôn đây. Nếu ta tùy tiện trả thù, khẳng định sẽ bị bọn hắn giết chết không còn chút cho tàn. Theo kế hiện giờ, chỉ có mượn lực mới có thể trả thù. Vô luận là Tịch Diệt hay Vô Cực hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn đều muốn đối phó với bọn hắn, hiện giờ chỉ có thể khăng khăng một mực với Thiên Tôn, đem thế lực dưới trướng của ta đều giao cho Thiên Tôn mới có cơ hội báo thù rửa hận. Hắn mưu đồ phục hồi thời đại của mình, chiêu lãm không ít thiên hạ hào kiệt, tụ tập không ít đạo quân thiên quân. Trước kia hắn phòng bị Thiên Tôn dị thường, e sợ bị cướp đoạt thế lực của mình, mà nay đã có ý tưởng hoàn toàn vì Thiên Tôn mà bán mạng. Trong hành cung của Thanh Liên Thiên Tôn, Thái Nhất không người nói, nếu không có sư tôn nhắc nhở, đệ tử còn không biết cửu gia chân chính là ai, sau này máu chảy đầu rơi vì sư tôn mà tận lực. Thanh Liên Tiên Tôn cười nói, đứng lên đi, hiện tại ngươi đã biết rõ, tương lai ta còn muốn ngươi thống lĩnh thiên hạ đạo quân, diệt trừ ngoại tộc. Ngươi yên tâm, 400 triệu năm sau
chỉ cần tịch diệt tiên đạo thành hình, ta liền giúp ngươi khôi phục thực lực. Hơn nữa, giúp ngươi đem tam nguyên tiên thiên đạo hóa thành thái nhất tiên thiên đạo cánh, cho ngươi trở thành tồn tại cường đại nhất trong đạo tôn. Trong lúc này, bên trên Đại La Thiên, Giang Nam quan sát nhân quả quấn thân, chỉ thấy nhân quả giữa mình cùng thái nhất tăng thêm, không khỏi thở dài. Thời gian cực nhanh, năm tháng đan xen, khí tức tịch diệt của cổ thần thời đại càng ngày càng nồng đậm. Đạo Không Thiên Tôn đem đạo quân quả vị đại điện đưa vào trong hỗn độn, quanh thân sáng ngời, linh quang lan tỏa, bảo vệ cổ thần bộ tộc, nhưng chỉ hòa hoãn được tốc độ biến chất cùng trôi qua của hỗn độn đại đạo. Rồi sau đó, Đạo Không Thiên Tôn lựa chọn một ít đạo quân tiến vào đạo quân điện tu hành. Gọi là tu hành, kỳ thật chỉ vì lưu lại hương khói truyền thừa cho cổ thần bộ tộc, miễn cho hạo kiếp vừa tới, cổ thần bộ tộc sẽ bị diệt sạch. Hơn 100 triệu năm sau, Giang Nam đã đem Đại La Thiên cùng Lô Bồng tăng lên trình tự tiên thiên linh bảo. Uy lực hai kiện bảo vật đã tăng lên nồng nỗi không thể tưởng tượng, còn nhiều hơn trước kia thật lớn. Muốn tăng lên tiên thiên chí bảo chỉ sợ có chút khó khăn. Qua thêm 300 triệu năm, tu vi của ta tăng lên đạo quân đỉnh phong, thế nhưng thời gian lại không kịp tăng lên cho hai kiện pháp bảo này. Cứ mỗi cách 500 vạn năm, Giang Nam lại tỉnh lại một lần, mở đàn giảng đạo cho Đại La Thiên. Nguyên bản, Hồng, Quân, Bỉ Ngạn đều đến nghe giảng. Về sau nhân số dần dần tăng nhiều, mà cường giả các nơi khác cũng đến nghe giảng ngày càng nhiều. Giang Nam giảng đạo thật nhiều, làm cho việc giảng đạo của Đại La Thiên dần dần biến thành sự kiện 500 vạn năm một lần. Tiên Tôn cũng không cam lòng yếu thế, tự khai đàn mời Đế Lân giảng đạo. Đạo Không Thiên Tôn thường xuyên buông xuống tiên ma nhị giới, mở đàn giảng đạo, muốn hấp thu sinh lực tiên ma nhị giới. Bất chi bất giác đã qua 290 triệu năm, cổ thần bộ tộc suy sụp đã hiện ra rõ ràng. Vài trăm triệu năm nay, một ít cổ thần tu vi hơi thấp đều chết già, mồ mả trải rộng hỗn độn, mà trong hỗn độn đã không còn có cổ thần mới được sinh ra. Mặc dù là cao tầng cổ thần bộ tộc cũng có chút lo sợ bất an. Khác với cổ thần bộ tộc, bao năm nay Ma Kha trải qua thật thoải mái. Có tịch diệt chân khí của cổ thần bộ tộc, tu vi của hắn càng ngày càng hùng hậu, càng tinh thuần. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được có một cỗ tịch diệt chân khí càng thêm cường đại đến từ cường giả thái nhất. Thời đại thái nhất chưa từng sinh ra đã bị hủy diệt, chỉ còn lại một mình thái nhất thôi. Mặc dù là tịch diệt đạo nhân cũng chưa đạt được tịch diệt đại đạo của thời đại hắn ta, mà ta lại có thể được đến. Ma Kha mở cờ trong bụng thầm nghĩ. Hơn nữa, tịch diệt tiên đạo, tịch diệt đại đạo, thời đại tiên đạo cũng bị ta lấy tới. Ta đã siêu việt hơn tịch diệt đạo nhân, chiếm được thần túy tịch diệt đại đạo. Hiện tại, ta chỉ còn thiếu chút nữa là có thể tu thành tịch diệt đạo quân. Ta muốn chứng đại đạo, đánh vỡ tiên giới tam thiên đại đạo mới có thể chứng đạo, trở thành đạo quân mạnh nhất tiên đạo thời đại, là tồn tại giống như ác mộng vậy. 10 ngón tay của Ma Kha nhảy động, triển khai pháp ấn. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện cánh cửa, chính là cánh cửa dùng nhục thể của hắn luyện thành là tiên thiên pháp bảo. Cửa âm âm mở rộng, Ma Kha ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào bên trong. Hắn cười ha ha nói: mà cần chứng đạo phải đem tịch diệt đại đạo luyện vào trong thân thể, sau đó mới luyện thành được. Trên thạch trụ, tịch diệt đại đạo hóa thành thân ảnh bay lên, tương dung cùng thân thể của Ma Kha. Tịch diệt chân khí càng ngày càng nồng đậm, ăn mòn không gian. Thậm chí cánh cửa mơ hồ khó có thể chống đỡ, không ngừng thối rữa tan rã, hóa thành năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Oanh! Tiên thiên pháp bảo này sụp đổ, hoàn toàn bị hủy diệt, mà 18 thân ảnh trên thạch trụ đều dung nhập vào trong cơ thể của Ma Kha. Chân khí Ma Kha chứng cao, hắn cười ha ha kêu lớn: hôm nay ta chứng được đạo quân, ta liền cắn nuốt tịch diệt đạo nhân, quét ngang thiên hạ. Đế Tôn, Nguyên Thủy, Đạo Không, Đạo Quân Điện, tất cả, ta sẽ cắn nuốt tất cả. Run rẩy đi, các ngươi tận tình mà run rẩy đi. Giờ khắc này, ma giới, tiên giới, càn khôn dao động, nhật nguyệt loạn chiến, ngân hà run rẩy. Chỉ thấy vô số đại đạo hiện lên bay về chỗ Ma Kha. Đây chính là chứng đạo đạo quân, dấu hiệu đại đạo thần phục. Mà vào lúc này, Đại La Thiên chấn động, hóa thành Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm. Giang Nam cầm kiếm từ trên bay xuống thẳng tới ma giới. Ta sớm biết ngươi ngồi không yên, cần phá hư cơ hội chứng đạo của ta.
Hồng Mông Thanh Liên từ trong hư không hiện lên, ngăn cản đường đi của hắn. Thanh Liên Tiên Tôn ngồi trong liên hoa, ngẩng đầu cười nói: "Thiên Tôn, ta chờ ngươi đã lâu rồi." Tịch Diệt chân khí bắt đầu khởi động, Tịch Diệt đạo nhân cũng hiện ra, hai tiên tôn hợp lực đánh tới, phải giữ chân Giang Nam, không cho hắn đánh chết Ma Kha đang chứng đạo. Tại Đông Cực Thánh Cảnh, Giang Tuyết thở phào một hơi, thấp giọng nói: "Thập chứng thiên quân, một lần so với một lần gian nan, mà nay ta cuối cùng cũng thành." "Ồ, sao?" Trong tử phủ của nàng, Tú Cầu đã an phận hơn 900 triệu năm, đột nhiên nhảy ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa quang, xuyên thủng tiên ma nhị giới bay đi. "Đệ đệ, chuẩn bị chọn vị hôn phu cho Tuyết Tình hay sao?" Trong lòng Giang Tuyết vui vẻ, vội vàng đuổi theo Tú Cầu đi vào ma giới. Xa xa, chỉ thấy vạn đạo sôi trào, một thiên quân thật khủng bố đang chứng đạo, cười ha ha nói: "Thời đại thuộc về ta, rút cục cũng đã tới rồi." Oanh! Giang Tuyết kinh ngạc, Tú Cầu hạ xuống, đem người kia nện tới dập nát. Tiếp theo, từ trong Tú Cầu bắn ra linh quang khắp bốn phương tám hướng, đem toàn bộ đại đạo đều bao phủ. Tiếp theo, mang một tiếng thu liễm, biến trở thành Tú Cầu. "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi dám sao?" Hai thanh âm nổi giận chấn động vũ trụ càn khôn, làm cho thiên địa kịch liệt run rẩy. Tú Cầu nhảy dựng, rơi vào trong tay của Giang Tuyết. Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bàn tay từ trong vũ trụ tiên giới vươn xuống, đồng thời chộp thẳng về hướng nàng, tựa hồ muốn bắt lấy nàng. Trong lòng Giang Tuyết nhảy dựng, nhất thời cảm thấy Tú Cầu là củ khoai lang phỏng tay, cầm không được mà ném cũng không xong. Người vừa bị Tú Cầu đè chết kia, nàng từng nghe nói qua, là giáo chủ Mạt Nhật giáo, thanh danh thật vang dội, nghe nói là đệ nhất nhân trong ma giới. Không nghĩ tới lần này đang chứng đạo quân, còn chưa hoàn thành mới bị Tú Cầu nện chết. Nàng cũng không nhận ra đó là Ma Kha chuyển kiếp, dù sao Ma Kha chuyển kiếp đã sửa dung mạo, không còn bộ dạng như trước kia nữa. Mà hai bàn tay đang chộp về hướng Giang Tuyết rõ ràng là hai thiên tôn muốn bắt được Tú Cầu. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền hiểu được người bị Tú Cầu nện chết kia, một thân tu vi cùng đại đạo đều bị Tú Cầu phong ấn. Mục tiêu hai bàn tay kia không phải là nàng mà là Tú Cầu. Nhưng thiên tôn lợi hại bậc nào, một chảo kia đừng nói bắt được Tú Cầu, chỉ sợ bản thân nàng vừa chạm tới liền chết tại chỗ. Đúng ngay lúc này, liền nhìn thấy một kiếm bay tới, chém lên hai bàn tay cơ hồ bị chặt đứt đi. Kiếm quang tiếp tục chém xuống, chỉ thấy hai bàn tay cũng không tiếp tục bắt Giang Tuyết mà vội vàng lùi về. Kiếm quang thật sự hung mãnh, chính là tiên tiên linh bảo cường hãn nhất từ trước tới nay, hơn nữa nằm trong tay Giang Nam. Mặc dù là Tịch Diệt đạo nhân cùng Thanh Liên Tiên Tôn cũng không dám khinh rẻ. "Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta cùng ngươi ra thiên ngoại đối chiến nào." Hai bàn tay lùi về, kiếm quang cũng thu lại, ba cỗ chân khí vô biên mạnh mẽ nhảy lên, ầm ầm đánh vỡ hàng rào vũ trụ tiên đạo thời đại, nhảy ra hỗn độn Hồng Mông, đi vào hư vô khôn cùng. Lúc này ba cỗ chân khí mới biến mất, Giang Tuyết vừa nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy hư không chớp lên, máu tươi từ trong bay ra, chính là máu tươi bị kiếm quang chém tay vừa rồi. Máu tươi cũng là tiên thiên bất diệt linh quang, rơi xuống đất liền hóa thành hai đạo nhân, một giống như Thanh Liên Tiên Tôn, một giống như Tịch Diệt đạo nhân, cùng nhau lao về phía nàng. Hai đạo nhân tuy do tiên huyết linh quang biến thành, nhưng Giang Tuyết cũng không phải là địch thủ. Giang Tuyết cắn răng ôm Tú Cầu bỏ chạy, chỉ cảm thấy trong Tú Cầu có một cỗ tinh khí vô cùng hùng hậu tràn vào cơ thể mình, làm dịu đạo quả thập đại thiên quân của mình. Trong Tú Cầu phong ấn tu vi đại đạo của Ma Kha. Ma Kha lấy mất không đại đạo chứng được hỗn độn đạo quân, lại tu luyện đại đạo 17 thời đại tiên sử, luyện thành Tịch Diệt đại đạo, còn cắn nuốt tiên thiên pháp bảo do chính mình sở luyện kiếp trước. Một thân tinh khí là khủng bố bậc nào đây? Tú Cầu luyện hóa tinh khí của hắn dũng mãnh tràn vào trong đạo quả của Giang Tuyết. Dù là Giang Tuyết có 10 đạo quả cũng lập tức bị bù đắp tràn đầy, chỉ cảm thấy tinh khí trong đạo quả của mình tựa hồ như muốn nổ tung lên. Nàng vội vàng luyện hóa tinh khí, nhất thời cảm giác đạo quả bành trướng, đại đạo của nàng không ngừng lớn mạnh, chỉ vài lần hô hấp đã đem tu vi tăng lên tới thiên quân đỉnh cao. Phân thân của Tịch Diệt đạo nhân cùng Thanh Liên Tiên Tôn rất nhanh liền đuổi theo, thần thông chưa tới gần đã đem Giang Tuyết định ở giữa không trung. Trong lòng Giang Tuyết vừa động, đem Tú Cầu tế lên, hướng Thanh Liên đạo nhân
khoảng cách gần nhất ném tới. Tú cầu vừa ra, liền đem thần thông hai đạo nhân đều chấn vỡ. Đạo nhân kia là do máu tươi Thanh Liên Tiên Tôn biến thành, cười lạnh một tiếng, liên hoa hiện lên, bang một tiếng, bay tới va chạm cùng tú cầu. Giang Tuyết kêu rên lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy bị lực phản chấn chuyển tới, thân hình bị chấn hóa thành nguyên hình, biến thành một đầu cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ chớp lên, vĩ tiêm cũng hiện ra chín đạo quả. Trên đỉnh đầu của nàng có một chủ đạo quả hiện ra, dày đặc vết thương, bị lực phản chấn, cơ hồ nứt nẻ. Tú cầu bắn ngược trở về, tinh khí cuồn cuộn từ trong tú cầu vọt tới, chỉ một thoáng đã đem thương thế của nàng chữa khỏi. Mà phân thân Tịch Diệt đạo nhân lập tức vung tay, Tịch Diệt Thiên Luân chụp xuống, muốn đem cả nàng cùng tú cầu cùng nhau bao phủ bên trong Thiên Luân tiêu diệt. Giang Tuyết quát lên, toàn lực tế ra tú cầu, chỉ thấy Thiên Luân va chạm vang giòn. Mỗi một lần tú cầu va chạm cùng Thiên Luân lại nổ vang một tiếng ầm ĩ. Tú cầu không ngừng va chạm cùng Thiên Luân, làm Thiên Luân không cách nào hạ xuống được. Thanh Liên đạo nhân đánh tới, liên hoa bay ra, tú cầu quay chung quanh Giang Tuyết bay múa, không ngừng giao phong cùng Thiên Luân với liên hoa. Toàn bộ tinh tú vỡ nát, sau đó hóa thành Tịch Diệt ma khí, cả tinh hệ biến mất vô ảnh vô tung. Tịch Diệt tiên đạo vô cùng khủng bố, ăn mòn hết thảy, thậm chí cả Giang Tuyết cũng khó có thể chống đỡ. Cũng may tú cầu đã khôi phục nguyên trạng, bảo hộ bên cạnh của nàng, chống lại Tịch Diệt tiên đạo vô cùng kinh khủng kia. Nhưng Tịch Diệt tiên đạo đã xói mòn hoàn toàn, không còn tinh khí trào ra. Mà vào lúc này, hai đạo nhân đều tự thu thập Tịch Diệt tiên đạo, đều ra tay với đối phương, muốn đạt được thêm càng nhiều Tịch Diệt tiên đạo. Lúc này, thực lực Tịch Diệt đạo nhân thể hiện đi ra. Dù sao, hắn cũng nắm giữ Tịch Diệt đại đạo hơn xa Thanh Liên tiên tôn, lập tức đã kéo mạnh Tịch Diệt tiên đạo tràn vào cơ thể mình. Thanh Liên đạo nhân lập tức đánh qua, cười lạnh nói: "Ma Kha, lấy được Tịch Diệt tiên đạo chính là một trong 3000 đại đạo mà ta luyện chế ra. Tịch Diệt đạo hữu à, ngươi muốn dễ dàng lấy đi như vậy sao? Không dễ đâu." Giang Tuyết liền bỏ chạy, hai đạo nhân cũng không ngăn trở. Dù sao bọn hắn đã lấy được đồ vật, Giang Tuyết cũng không là gì với họ, tranh đoạt Tịch Diệt tiên đạo mới là chuyện trọng yếu nhất. Nàng chạy không biết bao lâu mới chạy về được tiên giới, tú cầu vẫn luôn đi theo nàng, thường thường đánh lên đầu nàng. Cửu Vũ yêu hồ bị đánh đến muộn bực, giận dữ nói: Ngươi đánh ta đủ chưa?" Tú cầu lại đánh lên trên trán của nàng. Giang Tuyết hóa thành bạch y nữ tử, nâng tay bắt lấy tú cầu. Chỉ thấy tú cầu còn nhảy lên nện vào trán của nàng. Nàng chợt tỉnh ngộ, bật cười nói: "Đường đường thiên tôn đại lão gia mà cũng bị mất tú cầu hay sao? Hay là ngươi luyện chế tú cầu không phải dành cho nữ nhân của chúng ta tuyển hôn phu, mà là chuyên dùng để đập ta đấy?" Trong lòng Giang Tuyết ấm áp, trong mắt hơi nước mông lung, thấp giọng nói: Ngươi còn chưa quên ta hay sao?" Nàng mang theo tú cầu đi xa. Mà vào lúc này, Giang Nam, Thanh Liên tiên tôn cùng Tịch Diệt đạo nhân đã đi ra ngoài tiên đạo vũ trụ, đi tới hỗn độn hồng mông, tiến vào trong hư vô. Năm xưa đế cùng tôn bắt đầu từ trong hư vô đi tới nơi đây, tìm được mảnh vũ trụ này, không khác gì là kẻ mù vớ phải chuột chết, trong lúc vô ý mới tìm được nơi đây. Ba người Giang Nam sừng sững bên cạnh hư vô, sau lưng là tiên đạo vũ trụ khổng lồ. Ba đại tiên tôn ở nơi này thật sự bé nhỏ đến không đáng kể. Thanh Liên tiên tôn cùng Tịch Diệt đạo nhân đứng thẳng, đôi mắt trống rỗng nhưng đều giận dữ vô cùng, không còn cách nào để tự chủ. Giang Nam dùng tú cầu nện chết Ma Kha, đem bố trí mấy trăm triệu năm của hai người hóa thành hư ảo. Cho dù hai người cướp được Tịch Diệt tiên đạo, chỉ sợ cũng phải hao phí thời gian thật dài mới có thể bổ toàn lại toàn bộ như lúc ban đầu. "Hai vị đạo hữu chỉ là một Ma Kha, có cần nổi giận như vậy hay sao?" Giang Nam cười nói: "Tịch Diệt tiên đạo của tiên tôn rơi vào trong cơ thể Ma Kha, Ma Kha giúp ngươi hoàn thiện, hiện giờ chỉ kém một tia linh ngộ chứng đạo mà thôi. Mà Tịch Diệt đạo hữu được đến Tịch Diệt tiên đạo, với trí tuệ của các ngươi bổ sung toàn bộ hẳn không khó khăn gì, nhiều nhất chỉ kéo dài vài trăm triệu năm thời gian mà thôi. Cần gì phải trở mặt với ta như vậy? Chúng ta ngồi xuống từ từ tâm sự nào." "Cầm miệng!" Hai người quát lớn, Giang Nam cười ha ha, tế lên lô bồng. "Hai vị đạo hữu, cho dù các ngươi có toàn lực ra tay,
có thể làm khó dễ được ta hay sao? Tịch diệt đạo hữu à, ngươi còn chưa đạt tới trạng thái toàn thịnh trong tịch diệt kiếp kia. Tiên tôn, nguyên thủy chi bảo của ngươi còn chưa luyện thành, cho dù hai người các ngươi có vây công cũng chỉ có thể tổn thương được ta, thế nhưng không lấy được tính mạng của ta được đâu. Có lấy được tính mạng của ngươi hay không còn phải thử xem mới biết được.